Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi. Ở lần này thì Khải sẽ làm một rừng boss anh em ơi. Chung là tầm này cũng gần một giờ mấy xa đêm khuya rồi. Khải cũng tranh thủ ra làm vài boss chơi. Nếu bị phá quá thì Khải sẽ dứt ạc, Khải đi quýnh lung tung cho anh em xem nha. Chung lâu lắm rồi không đánh nên nhiều anh em cũng chờ đợi với cái series lệnh bài boss này. Nói chung thì cũng muốn đánh lắm nhưng mà nhiều khi đánh cứ bị phá, nhiều khi không muốn đánh ở chỗ đó nữa. Nên là anh em nào mà có thích series này thì cứ ủng hộ Khải mạnh rồi Khải sẽ cố gắng quýnh nhiều tour nữa cho anh em xem nha, vui nha. Chung lần này thì cái bát này thiệt là lên xanh là mày boss này là bát có thể là lên ba mấy còn 40 rồi. Bát đâu? Bát 43 rồi. Tụi bát này là bát 43 là mày boss rồi nè. Nói chung lần này Khải sẽ một rương boss hơn nữa nè. Anh em xem đỡ lại cho một like chia sẻ chơi nha. Khải vô bờ tờ hết rồi Khải sẽ về lấy tiền. Khải vô hết vị trí rồi giờ đánh cho anh em xem. Đó, vô góc, ok. Đâu Khải giao dịch chạy chính ít lần bài boss đó. Trong giờ mình lấy tiền mở đánh thôi. Rẹt thôi nè. Cứng lần khoảng 20 con. Đó, hết 20 con giao dịch thả tiếp. Giờ đó. Vì bên này chính thì không có chứa gì hết nên là thoải mái. Cứng lần 20 con. Giờ lấy 600 vạn ra chuẩn bị tiền giải quốc thôi. Ok nha anh em xem, đang xem cho một like chơi nha anh em ơi. Ok em ơi. Em mà như anh em sấm bộ định quốc thiên rồi đồng sát mười mấy các kiểu. Có chứ, hôm trước có một set đồng sát nữa nè. Có một cái nhẫn đồng sát nữa mà không ăn thua. Lần này thì Khải sẽ xếp một bánh 3 là 9 với lại nhận 4 là 13. Rồi còn bên thiên này thì có một set đó là 3. Đây set định quốc này. 3 này. Bên này thì xếp một bánh 12 nha nè. Còn thiên này xếp bánh 12, hút nỗ lực. Còn đường bông này xếp bánh 13. Đó, 13 và hút nội lực đó. Rồi được Khải tới Khải chia nó ít hơn này nè. Đấy. Chia cho con một cánh cá này vui. Nói chung quấn tầm này quấn được rẻ hôm nay mà. Chín nhân vật. Rồi. Đang cho chàng thấy một cánh này vui. Đó, thiên sơn như cái đó, thiên quán lộ thì cánh chung rồi, còn cái này cánh riêng. Một con may mắn 12, con may mắn 13 rồi nè, anh xui rồi nè. Ông này trước làm Adabazit, không, Trung Phạm ơi, hồi đó Khải cũng livestream thôi Trung Phạm ơi. Sao cũng biết hay dữ ta, hồi đó Khải cũng livestream thôi. Rồi, vô tới chưa, rồi ok, dứt nè mày. Rồi Khải về lấy ít tiền nữa. À, Trung Phạm cũng nhớ à, hồi xưa Khải làm bên dí đó. Hồi xưa cũng là làm nhân viên thôi, chứ không phải là adder đâu nè. Rồi ok anh em chuẩn bị tiếp tục bắt 43 anh em à. Bắt 43 lần bài boss, anh em cùng xem chờ đợi thử nhặt được gì không nha nè. Vô sàn. Thả boss. Ok. Vô vị trí. Rồi. Thế không có nhặt này nhặt đồ, không nhặt nào nhặt đồ nha nè. Không nhặt nào nhặt đồ nha. Không nhặt nè. Chỉ có đỡ mình là chính nhận thôi. Không nhận nè. Rồi, mình là chính nhận tất cả thôi. Thả boss này. Đó. Rồi, cái mình mang cái hả? Đợi nó chờ giờ. Mày mắn. Rồi ok. Hello anh em mới vô nha. Chúc anh em xem live dễ em ơi. Đó, Khải vô và tờ Khải đứng chờ nhặt đồ thôi nè. Chọn thiên quýnh. Thiên quýnh. Rồi nhặt đồ. Đó đường bông sấy. Đường bông sẽ kết thúc nha nè. Ở lần này Khải sẽ cho đường bông kết thúc nha mọi người. Nhặt đồ. Tiếp tục thời kiếm đánh hơi lâu, thiên phủ. À, tiếp tục, dây chuyền giới trí rồi đấy. Nhật đồ. Thời kiếm hơi lâu. Kiếm hơi lâu, chắc là phụ rồi. Thả tiếp anh em ơi, thả tiếp. 1, 2, 3, 4, 5,
Tiếp tục. Đó. Trời ơi, hai con nào cũng hút nội lực hết nè. Nói chung khả xanh khá là nhanh thôi. Cái vấn đề là bị người ta phá thôi, chứ còn không phá là cả đánh nó khá là nhanh. Đó. Nói chung tầm này con nào có thúc cũng được đó. Hai con nào cũng như nhau. Cả bà đi. Cho nó kết thúc đi. Con nào cũng có may mắn mà nè. Vấn đề ở đâu. Rồi. Xem này vừa bói. Vừa đâu cho anh em xem nha. Lâm đồ. Đó, đó. Ui trời ơi. Ôi xổi nhiều. Từ từ. Cho con đường 4 nhặt hết đi. Tí nữa bó sâu. Cho đường 4 nhặt hết nha nè. Đó. Tí nữa Khai sẽ cho anh em xem cái đường 4 này nó nhặt được gì nha. Trời nhiều quá. Đó. Ôi xổi cái chuyện quá trời nè. Cho cái mới nhặt luôn. Từ nha. Tới con tu. Ngày mới đứng không nhặt luôn. Một gia chiên này. Trời, rất là nhiều đồ. Ok. Rồi, anh em chúng ta cùng nhiều bó đồ thử được gì nhỉ nào. Đó, không được gì thì Khá sẽ đổi thành hiền tinh thôi. Đó. Anh em đang xem cho một like chia sẻ chơi nhỉ nào. Bát này bát 43 xin lên bài boss rồi. Hiện tại bây giờ Khá xin hơn một rương anh em. Khoảng như Khá tính là khoảng 70 mấy con đó nè. Rồi, vô, có đứa gì cũng đây, bói, dây chuyền, kim, mộc, thổ, làm chậm, thắng độc, thắng pháp, thắng lôi, 15-20, ngọc bội, 25-30, ngọc bội. Trong chủ yếu tầm này là được thì Khả sẽ lấy mấy cái phôi này nè. Nó mang cái phôi cho xe nó mang được, nó kích đồ. Ui, nhẫn 14 trúng độc 40 luôn kìa. Thần pháp. Ok, lần này không có con, không có cái mẫu nào đẹp luôn nè mà. Còn rác quá rác thôi. Nhẫn 120. Ok. Nghe được hại đổi mấy cái hình tinh này. Cái nào bớt thì khả đổi bớt thì nhân khỏi chậm này. Nè, nhưng mà cái này này không có làm được gì luôn. Sinh lực dòng cuối 92 này. Bỏ đi. Rồi, đổi luôn. Đổi cho rương. Rồi tiếp tục. Ngọc bội nè. Thở lực. Sốt luôn. Nó nhanh gọn. Sốt luôn. Sinh lực dòng cuối cũng được nè. Để làm phôi. Sốt luôn. Nội lực 60 sốt luôn. Lần này thì cứ mấy cái này á. Cứ 3 chân sức là một thành một hiện tinh cho nè. Cái 3 chân sức sẽ đổi được một hiện tinh. Trời mấy lộ. Sốt lộ. Gì kháng cao đồ đỡ lại xài nè. Nó kháng đồ luôn. Sốt lộ giống đọc 40. Anh nhìn xem đọc có xài được. Lập. Rồi, tiếp tục. Nên coi thì có gì không. Để đường môn nó giữ một mớ đồ nè. Nên coi thì đường môn có gì không nha. Rồi, tâm thánh được thêm dần mà dài năm. Phá thì chịu thôi nè. Phá thì người xanh mà, cái sao giờ. Mình muốn xanh người vui mà người ta phá thì mình chịu, cái sao giờ. Tiếp tục nè. Bói đồ tiếp tục anh đường môn đưa qua nè. Phải đưa qua nhanh rồi bói nha nè mà. Chúng mà có đồ ngon thì xài, không đồ ngon thì shop thôi, chứ sao vậy. Tại vì tầm này cũng lấy để dành lại đỡ làm phôi á. Đó là mấy cái mình cũng phải làm hết. Cái này không lấy thì mình làm phôi. Rồi được bánh hiện, được mới hiện tinh này. Tiếp tục đổi phôi nha nè. Yo. Xin được có cái gì xài được không. Đây. Ngọc bội sốt. Nhẫn 18 sốt luôn. Nhẫn 20 chón. Sơn thúy 20 sốt luôn.
Đối chặt rương kháng lôi 20. Sinh lực cao, kháng lôi cao. Bỏ luôn. Cái gì shop luôn. Có sao mình bỏ cho nó là quý thôi. Ê, nỗ lực dùng cao này, để danh xài này. Kháng lôi. Sốp này. Sốp này. Sinh lực thêm 4 mấy. Sốp này. Sẵn tiện tìm ít hình tinh luôn nè. Ít hơn một ép đồ thì nó đỡ tốn kém. Là phải mua. Gì đây. Sinh lực 2. Bỏ. Mình đang tìm mấy cái phôi mà sinh lực, nội lực, nội lực dùng dùng 1 nè mà. Nội lực dùng 1 cao cao tí được. Để sinh lực. Nội lực dùng 1 cao cao là xài được. À, chốt đi. Ok, đây khá thành phúc trong ngày 10. Rồi, tiếp tục ra, tiếp tục tuần mới, tiếp tục nè. Đấy, mới có hơn mười mấy con thôi. Cho ngày 10 nhật đồ nè. Đó, mấy cái phôi xài được, đỡ ngày 10 giữ nè. Rồi, tiếp tục cuộc chơi. Vị trí 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, dứt. Người mày đứng chơi tàu hành thế. Rồi, dứt nào. Tiếp tục. Con em đọc bùa vô nào. Bùa đâu? Bùa vô. Đó, đọc bùa vô. Trong tầm này cánh phun này bắn hết rồi em ơi. Giờ chỉ chờ đợi vào nhân phẩm thôi. Cánh phun này bắn hết rồi. Hai con nào may mắn như nhau á. Con 13, con 12. Rồi, nhận đồ. Con nào cũng được. Mở tiếp theo nhạc tiếp này. Lâm độ, lâm độ, lâm độ. Lâm độ. Hay lâm độ ạ. À chà. Được một cái gia truyền kháng tất cả thì phải. Nhưng được một gia truyền kháng tất cả thì phải. Khải vừa thấy nè mời. Một gia truyền nam hay nữ rồi kháng tất cả. Không một gia truyền kháng tất cả nè mời. Biết bao nhiêu nhưng dùng 2. Không có tiểu còn nó mới cánh mà sao hết được. Trên người Khải còn đến 20 phút thì mấy kẹt kia là mới hết được. Nó bị thiếu hình ảnh thôi nè. Rồi, tiếp tục. Dì bó nhanh. Dì bó nhanh rồi ra nhiệt đồ tiếp nè mời. Đồ nhiều lắm. Hai con đánh. Khải thắng một gia truyền kháng cả nha. Kháng cả 3 đủ xanh. Trời ơi. Các cả có 3 thảm quá. Các cả 3 áo vải. Các cả 3 này cùi quá. Mà dùng 2 này chứ. Chịu rồi. Sốt này. Sốt này. Các cả 1 vải lên. 2 cái dùng 2 này chứ. Vải đấy. Hai kháng cả nhỉ, một cái hai nè, vãi thiệt. Rồi nhận đồ tiếp. Đồ tiếp. Cái gì nhận cái gì. Ok. Cho nhận đồ trước là tí bó sâu nè. Rồi, đường môn nhận đồ hết nè. Rồi ok. Rồi giờ bó tiếp cho nè. Ra hai gia truyền mà như cái quần què luôn nè. Tiếp tục. Rồi anh em cùng chúng ta cùng xem đồ. Xem đồ gì đây. Lấy ít tiền đổi tiếp hình tinh hả. Chúng ta cùng chờ đợi xem có siêu phẩm hay không. Ngọc bội sinh lực 2. Dây chuyền shop này.
nhẫn 19 xong khí 19 không đọc bỏ luôn số gỗ 23 số 13 tiếp tục số gỗ 1 trời thảm thế sinh lực nguồn lực buồn quá sinh lực hiện 1 530 520 540 gia chiền nhận gia chiền cùi nhận 530 kháng cả 1 à có nghe mời trời cái này kháng cả 10 cũng được kháng cả 1 thẳng quá nỗ lực cao ok có phong nỗ lực cao kháng hở 13 thấp quá kháng cả 3 nữa nè sinh phí 14 nội lực cũng có kháng hở 15 dây chuyền sốt luôn kháng hở 15 sốt luôn kháng hở 23 sức mạnh không có gì hết đang lấy hồi trước á thì Khải sẽ ngồi một chỗ Khải bán luôn cho nó lẹ. Hôm nay thì mấy cái này nó có giá trị á nên là không bán nữa. Mình sẽ đòi lấy niềm tin chứ không bán. Lúc trước Khải đa số Khải bán rồi. Rồi số đọc 25 rồi. Rồi ok. Đấy như hợp lý rồi. Ra tiếp tục. Tiếp tục tục. Mấy kháng cả toàn rác không anh em ơi. Chết rồi. À, cái đồ nhận ngày mới dựng hết này. Mấy cái đồ này xài được hay vẫn ngày mới dựng này. Đó. À, kháng cả cho dùng 2 nè, dùng 1 ngon. Dùng 1 có phôi ép hồng kim mua phôi. Có phôi ép ông ban. Tầm này mua phôi ép ông ban không tiền không. Rồi, tiếp tục. Giật bot. Hai cho con tiếp theo. Này đến 7 mấy con lận nè. Anh em xem thì nhiệt tình cho một like chia sẻ chơi nè em ơi. Tiếp tục chúng ta sẽ khui đồ boss và cũng như là bói đồ như nè. Mấy cái đồ cùi nào thì Khải sẽ ép hiền tinh. Một lần ép hiền tinh tốn 10 vạn thôi nè. Đỡ phải đi mua hiền tinh này nọ nè. Hên hên ra hiền tinh 3 thì ngon luôn. Có quá tử còn 10 mấy phút lận không hết được đâu nè. Nè, ạc chính Khải có trong butter mà. Khải canh được mà. Rồi tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5. Lâm tiền, chuẩn bị lâm tiền. Ừ, thế gì sao đứng im ta? Ngọc bội. Chủ yếu kiếm gia truyền anh em à. Nhận hay làm cái ngòi chó ngòi chua thì cũng có. Trời ơi, trời ơi. Ôi, mớ con nào làm hết ta. Nào làm hết ta. Ăn đường môn, đường môn, đường hết. Ok, tiếp tục anh em ơi. Tới này Khai sẽ đưa ăn đường môn vào bói tiếp. Quấn tiếp nè. Cho nó quấn tiếp đây rồi đi vô mở đồ tiếp. Rồi. Vô còn được gì không? Được cái đồ mà đường môn nó nhận rồi. Tí là lấy đường môn lấy sâu nè. Tục. Kháng hổ 15-20.
13. Đa số 15 là nhiều. Ô, sinh lực cao không? Rồi, 3. Rồi, 15. Rồi, sáng đầu. Trời ơi, thằng rác này. Thằng rác với rác này, gia truyền rác này. Nhận rác này. Nhận này cũng rác luôn. À, đây nhận tiếp. Trời ơi, nhiều. Trời ơi, nhiều. 2. Cho con siêu phẩm nhận luôn. Rất là nhiều đồ luôn. Bước lần ra nữa. Tiếp tục nè mọi người. Được gì không? Khui hàng. Hình tinh gì nữa đây? Thân pháp 10. Này đó lại. Rồi, nỗ lực cao nữa cho nó ép này. Thân pháp thở lực số. Rồi, sát luôn. Tiếp tục. Lực cao, được hạ phúc cho 50. 520, nỗ lực cao dùng cuối. Không có gì luôn, số. Phương pháp 10, số. Nỗ lực dùng 2, 152. Số. Nhấn ngọc bòi số. 130, số. Này. Thở lực 147 số. Chọn. Đó tổng độ 1 hai dòng không. Khá là phiền. Số này. Ui, sao nóng cho số ta. Chiền shop này. Rồi. Món này cho xe. Là một ít đồ đã F4 nha nam. Sinh lực nỗ lực cao cao là khả dư lại hết nha nam. Nhưng là kháng cao cao khả dư hết nè. Rồi ok. Dư hết là được nhiêu này. Giữ nè. Rồi, nên ngày mới giữ xong nè. Thì đến sẽ cho ông em đọc giữ. Rồi, tiếp tục bó cho nam. Trời, nhiều quá. 1, 2, 3. Có gì làm tiền nữa. Đó, khui hàng. Tiền mới nhận trốn kháng hộ, chua lắm rồi nè em ơi. Anh em đang xem bát 43 này thì cho Khá một lần chia sẻ chơi nha nè em ơi. Này nhiều quá, đánh hết cho đòn hết hàng nè. Trời. Được một cái chuyện kháng cả 4 nữa nè. Vãi thiệt. Chuyện kháng cả 4 bên đặt đường môn đang giữ nè. Kháng cả 4 dòng 1. Trời ơi thảm thế. Được 1 dây 4 và thủy. Thôi nhiệt độ này ra tính xong. Rồi tiếp tục hai con nữa. Hai con nữa đài rương tính xong. Ba con. Bơ ca cả ngày rồi cũng mệt, phải nghỉ ngơi build đồ đặt chuẩn máu được. Hôm sau bơ ca tiếp chức cho anh. Đang cố gắng đánh thành bài boss em ơi. Rồi tiếp tục. Nhật hàng.
kháng cả cao cao ơi. Nhận hàng. Ok man. Rồi, vô bói đồ nè mày. Chúng ta cùng tiếp tục công đoạn bói đồ. Xem có đồ nào VIP không nha anh em. Không VIP thì cứ vào shop thôi. Đánh khá là nhanh. Đó, được không? Đánh 40 con được rẹt liền. 20, 25, 40. Đủ có cái chuyện đó, đánh ngũ hành khỏi chơi luôn nè. Ráp nè. Lực cao. Ráp nè. Sọ ráp nè. 520 ráp nè. Chúng độc kháng băng cao, ok. Sinh khí ráp nè. Sức mạnh cao. Hồi vô luôn đi. Ai xài đâu. Tiếp tục nè. Nhắm sinh lực cao. Một bò dữ nè. Nhắm này sốt luôn. Sốt luôn. Sắn hỏa cao. Sắn băng sinh lực cao. Sốt nè. Sốt nè. Sốt nè. Trời ơi, toàn sốt nè. Sinh lực dòng cuối, kháng độc. Rồi, không có kháng cả. Trời ơi, giờ này mình kháng cả 17 nó đẹp luôn đó. Số lực 17 này mà. Vãi thiệt vậy chị. Sốt luôn. Toàn rắc không anh em à. Nhỏ quá, nhỏ quá. Rồi. Rồi, sốt luôn. Không có gì đỡ xài luôn. Không có gì đỡ xài luôn em ơi. Chưa được gì luôn anh Cún ơi. Rồi, bước ra nó ít rác nè. Rồi, tiếp tục ra boss tiếp nè mày. Rác không, không có gì để sai được luôn. Rồi, tiếp tục bước tiếp tục. Những boss tiếp theo. 1, 2, 3, 4, rồi. Chuẩn bị ra dây kháng cả 20, 25, 40. Trời ơi, giờ đó là khỏi phải bàn luôn người anh em ơi. Mong sao ra được 1, 2, 3 món VIP cũng ngon đi. Xưa giờ chưa thấy món VIP nào luôn anh em ạ. Rồi, nhận đồ tiếp theo. Nhận đồ tiếp theo. Giá chiên này, giá chiên này, giá chiên này. Hết chưa? À, ok. Nhiều bó tiếp cái đường này tính tiếp anh em ơi. Tâm dương trung tâm. Khui hạng. Vẫn chưa được món nào anh em ơi. Vẫn chưa được món nào ngon hết. Trước sâu gì bó sức thủ cũng ra dây 19. Trước anh sang boss thủ ra dây 19 nè. À ra vàng 19. Hồi đó mới server đó thì có. Ôi, đụng dây kháng cả hai. Sốt nè. Đụng dây kháng cả hai. Năm 530. Thông pháp 14. Sinh lực. Thông pháp. Nỗ lực cao được. Thông pháp 20, ở đầu
lôi. Ok vậy, ok vậy. Được hai giai kháng cả rồi. Hai giai kháng cả hai dòng một rồi. Dòng ok, hút cho xe. Rồi, tiếp theo đây. Tiếp tục anh em ơi. Rồi, hết 40 con rồi, chưa có gì luôn. Hết 40 con rồi, chưa có món nào gọi là ngon ngon thứ nè, hiếm quá. Tiếp tục. Sẽ đưa lên bài boss và tiếp tục. Một tiếp. Anh em đang xem thì cho Khám một like, chia sẻ, chơi ủng hộ chơi nha anh em ơi. Đó, chúng ta còn hơn 20 con nữa, giờ lại trong rừng hay còn hơn 20 con nữa. Thì trận đánh cũng tầm 10 phút nữa xong rồi nè. Mở nè. Rồi. Hết con này nữa, bắt đầu là đi anh may mắn tiếp rồi em ơi, hết mắn rồi. Hết mắn rồi. À, nhặt đồ nè. Giữ đỡ ép đồ vật phẩm ăn bàn á anh. Phải kiếm đủ vật phẩm ăn bàn mới ép được. Chua lắm. Rồi. Tiếp tục. Thả tiếp hai con nữa. Muốn ép bằng bàn phải tìm từng ly từng tí, từng ly từng tí, đủ tất cả các phôi thì mới đi ép được. Chua lắm. Đúng rồi anh. Hai con này nữa giờ bó nha nè. Và nhiệt độ độ không có cái giá trị kháng cả nó cao cao nữa. À, ok yeah boy. 204 xuất sư được dây ăn ban 18 rao lên ông ở Hà Nội về tận nơi mua. Wow, quá ngon lòng nghiện hữu nghĩa rồi, nghiện hữu nghiện rồi. Rồi tiếp tục boy nè mày, bỏ xong cái này khả đi mua thêm may mắn rồi mà hết may mắn rồi. Tiếp tục xem được gì không. Cắn độc 18, nội lực 100, nội lực 83, bên 25, không kháng cả. Ôi, được gia kiện kháng cả 10. Được có 10 thôi nè, vãi thì 2, 3, 2, 4. Trời ơi, được có 10 thôi nè, độ tướng 20, ngon lành cành đào luôn. Sinh lực dùng 1, nội lực sốt, 520 sốt, sức kháng độc 17 sốt. Được bây giờ kháng cả 10 nè. Cả 10. Cả bên 21. Bên 21. Trong kháng cao là đỡ lại hết nha nè. Kháng cao sinh lực cao đỡ lại hết. Cái gì làm phôi. Sinh lực cuối đẹp này. Bên 25. Trời, được đúng một giờ kiên kháng cả 10. Nỗ lực cao. Sinh lực cao. Thở lực. Nỗ lực cao. Rồi ok. Nóng cho vô ta. Anh cuốn gần đủ rồi, cuốn vài hôm nữa đủ rồi. Làm lên con năm độc cho anh em xem. Bá cháy bồ chết ngay. Đồng giao cái chuyện kháng cả 10 nè. Ráp nè, ráp nè, ráp nè. Thời 2008, server Nam Giang. Nhắc tên vua năm độc. Vua năm độc Long Phi Tiêu ai cũng không. Ai không biết, ok anh ơi. Cả 10 nè. Rồi, để bước cho xe đã.
Rồi tiếp tục bot, tiếp tục bot. Hãy đi đổi thêm mì máy nữa em ơi. Hết mì máy tống kim rồi. Hết mì tống kim rồi. Mấy vật cho nhân vật và đồng đội đó, nhân vật và đồng đội luôn. Tiếp tục anh em ơi, tiếp tục, tiếp tục. Rồi, tiếp tục thả bot. Bây giờ là gái lấy mấy ngay. Giờ mấy cái đồ này, giờ bỏ đồ của tôi này nữa rồi. Thả bot lên nè. Đó, con đường môn này nãy giờ nhặt quá trời đồ nè. Hãy cho nó nhặt full lương đồ luôn. Giờ vứt qua cho anh em xem trên live thì thấy được món nào hot không nè. Hay là toàn lại rác với rác đây. Đó. Đừng có rương bó đấy, lương đồ nữa. Rồi, bó xuống đây. Nhiều lắm, nhiều đồ lắm luôn. Đây, sáng hỏa 13, shop. Như đây, sáng độc 25, trộm có hiểu, shop. Dây chiền, sáng hỏa cao, được. Nỗ lực cao, được. Sức mạnh có hiểu, bỏ luôn. Tiếp theo, 19, được. 21, được. Kháng cả 4, này. 14, 10 chón, được. Sinh lực, thấp quá. Thắng banh cao mà luôn. Cái hỏa cao sốt luôn. Dẫn đọc 40 thắng banh. Nội lực cuối được. Thắng hỏa cao dòng 1. Nội lực dòng 2. Đó, ok, mấy đồ này cũng được đấy. Cho xe, cuộc sống này làm như làm cũng được, hợp lý. Được một giao diện kháng cả dòng 1 nữa nha anh em. Được bữa nào Khải gom khoảng chục giây Khải ép luôn em ơi. Chứ tầm này ép không đủ á. Nó mất thời gian lắm. Khải gom một lần này là đủ luôn. Không ép. Còn không thì đỡ mua trong bang. Đủ không ép. Rồi, cái may mắn rồi nè em ơi. May mắn nè, may mắn nè. Quá tửu nè. Cành hoa cúc nè. Bó mai nè. May mắn đơn nè, ok, xong. Xong 5 loại may mắn nha nè. Rồi, tiếp tục. Chờ siêu phẩm. Gần hết rồi, còn hơn 20 con nữa nè. 20 con nữa rồi. Đồ này. Đồ này. Đồ này. Đồ này. Đó. Đồ
đồ này, nhận 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 đồ này. Anh Khải phải trừ hao 12 đến 14 giây ấy, ép gì đen như vậy. Chịu thôi, biết sao nhờ. Rồi, tiếp tục. Còn có gì phóng không nè? Sự phẩm đâu, sự phẩm đâu? Dây chuyền sinh lực không có. Lần chẳng 40 số. Chù quá. Nói chung chù quá nè mà. Quá chù. Ép này nè mà. Lần chẳng 40 dòng 2 sáng hổ dòng 1 số này. Sáng hổ số này. Số này. Sinh lực một lực. Sức mạnh 10 số. Sinh lực số 540, 520 số luôn. Nhóm 520 tầm này không ai xài luôn á nè. 120 nữa. Số. Trời. Một dòng. Sáng động 13 luôn. Sinh khí 8 số. Số. Sinh lực cao. Kháng độc. Nói từ từ, kháng độc nhiều lo cần. Kháng cần. Kháng cần đến kháng độc dòng 2. Trở lại nơi hẹn thề năm xưa. Ok, có mấy phôi kháng độc dòng 2 cũng khá là đẹp. Từ từ. Tập luôn chưa? Chưa. Rồi, tiếp tục ra đảo anh em ơi. Tiếp tục ra đảo. Trời, tính rằng mớ là ít đâu, không có gì luôn em ơi. Chỉ có mấy gia truyền kháng cả 4 năm rồi. Được dây 10 là cao nhất rồi. Lại toàn rác mới rưỡi thôi. Rồi, còn bao nhiêu cái, những con cuối cùng em ơi. Những con cuối cùng. Đánh không phá, đánh rất là nhanh rồi. Đúng rồi, anh em thấy không, đánh rất là nhanh. Rồi, anh em đang xem trong khám online cho anh em ơi. Video này Khải sẽ up ngắn lại trên kênh YouTube á. Anh em nào chưa xem thì có thể xem lại bát 43 nha nè. Và anh em nào có muốn xem lại thì cứ gọi là xem lệnh bài bot bát 43 để xem lại video ngày hôm nay nha mọi người. Đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi về những video tiếp theo từ kênh của Khải nha. Vô bùa quốc rồi. Hai con may mắn như nhau nè. Con thì xếp may mắn 12. Đó. Rồi con thì xếp may mắn 13. Con này thì mang may mắn dòng 1. Chọn đồ kìa. Nhận đồ. Nhận đồ thôi người nè. Nhận đồ, nhận đồ, nhận đồ. Auto nó rút rồi nè, auto nó rút á. Rồi, xong. Tiếp tục. Tại vì Khải bật auto á, giờ thành là auto rút tiền cái này. Auto cũng biết nó giữ lại 10 bạn á. Rồi, tiếp tục. Kiếm như chuyện kháng cả rồi, cấp cao không tí cho xe mang rồi nè. Gì mà toàn 2, 3, không. Shop nè. Kháng họ 25 được. Không bằng 25, 23 được. Sinh lực dùng cầm 1. Sốt nè. Trời. Nhỏ đúng một dòng một. Gì đây? 20, 11. Chốt quá. Cùi quá. 3. 3, 30. Trời ơi. Toàn dòng không. Toàn cùi bắp thôi. 17, 20. 21. Không có gì luôn. Tiếp tục.
Rác luôn, rác luôn. 15 số. Rồi, không có gì luôn em ơi. Rồi, tiếp tục. Còn vài con cuối cùng. Còn nhiêu đây? Hơn 20 con nữa. Ở đây nó đánh khả năng cấp đồ. Một giờ chiều. À, nhiệt độ. Siêu phẩm mới coi. Gì nãy chưa có siêu phẩm luôn nè. À. Phun đồ à, cái này ok gì ạ? Chưa được món nào hết Đức Minh ơi. Hello em mới vô nha. Còn cái giày với lại mũ lung nữa là chuẩn luôn anh. Nhưng mà server này hơi canh tại vì những món đó chưa thấy, chưa thấy xuất hiện. Hello 3. Nỗ lực. Trong 40. Một dòng. Trong 30. Vô luôn. Trong 30. Vô luôn. Sinh lực, nội lực, sinh lực 130, sốt này, nóng chịu rồi. Mưa sinh lực cao. Sinh lực dùng 2. Sinh lực dùng 2 cao. Rồi ok. Cảm ơn em ơi. 1, 2, 3, 4. Thằng này dòng mớ tiền vàng này. Chuẩn bị chờ siêu phẩm anh em ơi. Trời, những con cuối cùng rồi. Còn có khoảng 2, 4, 6, 10 con. 2 tour nữa rồi. 2 tour nữa hết rồi. Nhẫn. À, tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5. Liệu những con cuối cùng này có siêu phẩm không anh em? Hơi bị canh rồi đấy.
Nó bị đuối rồi nè em ạ. Ok, bó chỗ này luôn. Bó này bó nhanh luôn cho nghe mì nó giữ cái đồ luôn. Đây, mì chỗ này. Rồi, bó chỗ này vứt chỗ này luôn. 29 73. Nỗ lực cao, sinh lực cao nè. Sinh bên cao nè. Sinh bên cao nè. Sinh lực cao nè. Sinh bên cao nè. Rồi, tới lấy rồi. Rồi, lúc này bó trong ngày mì luôn nha. Đây, thắng lôi 19. Không có gì luôn. Rồi, nhận thắng lôi 29, nỗ lực 95 cho ngày mì luôn. Đã được thêm cái 29 nữa. Ây cha cha, hai cái 29 được. Nó xong 30 trời. Xong 30 ta. Đồ này sẽ lực cao. Có 19 nè. Hai cái cho em ơi cũng được. Sinh cao này. Sinh lực cao này. Sinh lực 27. 13. Sinh lực 29. Được hai cái nhẫn hay khăn lực 29 nữa nè. Đấy. Rồi mới đây giờ đập ráp nè. Mới đây giờ đập sốt rồi. Nhẫn 19. Kỹ năng cũng có một cấp à? Không có đâu, server này không có kỹ năng cũng có một cấp nè, từ những trang bị đâu nè. Rồi. Để kiếm đồ cho Nga My đi giữ lại thôi. Là mấy này đi dịp shop hết nè mà. Đây còn rác thôi. Sinh lực cao nè. Chúng vẫn sinh lực cao, nỗ lực cao thì Kha sẽ đỡ lại. Còn không có thì dịp shop nữa thôi. Rồi, những con cuối cùng rồi, 5 con cuối cùng rồi. Đâu, được 2 nhẫn 29. 30 đẹp luôn nè. Ráp nè. Một cái ráp nè. Hai cái ráp nè. Ráp nè. Ráp luôn. Này mấy cái rác này chỉ đổi hơi hình tinh thôi nè. Vô. Đẹp quá, đẹp quá. Không có món nào gọi là đẹp luôn. Rồi. 5 con cuối cùng rồi em ơi. Hết luôn rồi. Chọn gói 70 mấy con lệnh bài à. Ui, chắc là đi lộn thành rồi. Những gì phượng hoàng chẳng. Những con cuối cùng nha nam. Hết rồi ạ. Khoảng 7 mấy con sạch sẽ rồi. Rồi hết luôn. Sạch sẽ. Được vài sợi may mắn quên được vài sợi kháng cả hiệu 1 là ít phôi. Hết rồi. Nói chung là hơn là Khải mang nó hút nội lực nè. Hút nội lực nên là chanh nó cũng khá là khỏe. Hạng đi đánh bót nó cũng khá là khỏe. Nè. Hút lực 5. Rồi nhận. Rồi hết luôn nha nè. Còn mình kia còn ngập bòi nữa. Rồi, kiếm gia truyền kháng cả rồi. Bởi 13. Trời 13.
Bánh hả? Bánh hai. Đó thì giờ khán mấy bánh bốn. Ấy cha cha, được được được. Hợp lý ấy, hợp lý ấy. Mấy bánh bốn rồi này mà. Đường 4 vòng 1 luôn, đưa trong đường môn luôn. Trời ơi, trong 40 vòng 2, không khắn họ nè em ơi, buồn gơ gốm. Này khắn họ đưa lên vòng 1 đẹp rồi. Tuần này có vẻ ổn ổn rồi nha. Rồi được mấy đồ mày bán, đa số mày bán không. Được cái nhẫn buồn gơ gốm. Nhẫn này là khăn họ 24 dòng 1 chống 40 là đẹp rồi. Ok, có ít phô để vô rồi nè mà. Vô phôi này. Phôi này. Phôi này. Nỗ lực này, đỡ lại này. Khăn họ này. Họ này. Nội lực nè. Vô nè. Pháp làm chậm. Ba. Bỏ nè. Bánh hai. Bỏ luôn bánh hai không ai xài luôn. Xin lực. Lôi hạt xấu. 17 nè. Nói 19, 120, 15, 1 cái này. Rồi, hết rồi. Được. Coi gì. Đúng rồi, boss này boss đặc biệt á, toàn trang sức thôi. Anh em xem video đừng quên cho Khảo một like chơi nha mọi người. Boss đặc biệt ở này nên toàn trang sức. Hồi xưa tụi em xem boss boss cũng giống như này mà boss thường thì nó sẽ ra vũ khí, áo này nọ. Nhưng mà tầm này không có ra nữa. Tầm này ra trang sức thôi. Đa số trang sức là nhiều. Rồi, đưa hai con. Mỗi con xếp mười mấy 13 đi. Dương mặt dương với mấy bánh là thầy sẽ cho thấy yên kia cái địa chỉ mười bánh bốn ngon lạ. Đó, một con mình bánh 13. 4 8 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
Rồi, đây trong đường môn lên 14 luôn. Đây, đường môn lên xếp 14 luôn nè. 4 nè, 4 nè, 3, 3, đó, lên xếp 14 luôn. Một rừng boss này á, một rừng boss thì mua khoảng 30 xu một con. Thì tầm này rẻ rồi anh ơi, rẻ nên em chả là biến sang nhiều đó. 30 xu một con, mà nhân cho 60 thì tốn khoảng tầm 2 kim tiền mua lệnh bài. Với lại tốn khoảng tầm 2k dạng tiền mở boss 60 con, nhân cho 30 vàng. Đúng rồi, khoảng 1k8 gì tiền dạng. Nên là chung là một rừng boss nó dao động khoảng từ 5 đến 6 kim. Từ 5 đến 6 kim.
dao động từ 5 đến 6 kim. Đấy là cả đường ít gia truyền kháng cả nè mày. 1, 2, 3, được 3 dây vãi rồi. Với lại một mới dây 4, 5 này nọ nữa mà. Có vài điểm mà. Một điểm là nghe mây mang thôi. Khá là cùi bắp. Rồi, anh em xem video cho Khảo like chơi anh em ơi. Ở bách 43 này Khảo sẽ up lại trên kênh. Anh em nào có muốn xem lại thì cứ có thể gõ là lệnh bài post xanh bách 43 để xem lại video này nha anh em. Để cắt bớt mấy cái hiện tinh như này. Ây chà, nhiều quá. Đen VL chứ cũng được. Vài dây này cũng gỡ vốn. Một dây này cũng ta một kim anh em, ít đâu. Được 3 dây cũng được. Cũng được ít tiền. Hôm nay cái khó khăn nhất là ép ăn ban nè. Phải tìm được kháng lo, kháng cả dòng 1. Nó khó nhất là ép ăn ban á. Được 2 giây kháng cả rồi nè. Mà có 1 với 3, thảm quá. Đây nè nè. Kháng cả 3, trời, thảm quá thảm. Kháng cả 1, được sinh lực cao cho người mùi mang luôn. Đó. Cho có 1, mình thảm quá. 2. Kháng cả 1, áo vải liền. À đâu. Giờ đó con Nam Độc hãy sai rồi nè, là Nam Độc hãy không có giá trị kháng cả luôn. Giá trị 10 nè, 10 cho Nam Độc nè. Chung giờ nào cũng được. Nam Độc hãy không có giá trị luôn nè, thảm vãi lắm. Chung giờ 10 này thì cũng vậy thôi. Được chứ, đỡ mình. Không, Khả đang xài trung trần ơi. Khả đang xài rồi. Chứ tầm này bán ra là một kim là nó thu ngay luôn á nè. Một kim là thu ngay luôn á nè. Một kim là nó thu ngay liền. Tính ra một rương khai tốn hết khoảng tầm 6 kim. 6 kim thu là được 3 giây. 3 giây này nói chung bù lại được khoảng 3 kim hơn. Nói chung là lỗ 2 kim mấy này mà. Lỗ 2 kim mấy. Được có 3 giây thôi, đâu được món nào nữa đâu. Được 3 giây này với lại 3 cái phôi thôi. Nhưng mà lỗ cũng 3 kim. Rồi Khải tắt video anh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Đừng quên để lại Khải cũng like chơi nha. Rồi chắc cũng ộp điện ngủ thôi anh em ơi. Khuya rồi, 2 giờ mấy rồi.